Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận. Tác giả, tôn giả Bà Tẩu Bàn Đầu. Kính thưa quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với mọi người. Xin vui lòng xem toàn bộ link ở dưới phần mô tả tức video description, sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận, quyển 13, phẩm 4, phân biệt nghiệp phần 4. Do phân biệt an lập nghiệp đảo, nghĩa này trong đây nên thuyết minh, có bao nhiêu thứ nghiệp đảo, sự cố ý cùng khởi, tương ưng với nghiệp đảo kia. Kệ nói, cố ý cùng. Cho đến với 8 nghiệp đạo ác. Giải thích, có thời điểm cố ý, đều cùng khởi với một nghiệp đạo ác, ly khai nghiệp đạo khác, nếu tham dục vân vân khởi hiện ở trước. Như người không có tâm nhiễm ô, do trước kia đã bảo người khác tạo ra nghiệp đạo có sắc, khi thuận theo một nghiệp đạo thành tựu. Với 2 nghiệp đạo đều cùng khởi, nghĩa là nếu người khởi tâm giận dữ khi sát sinh, hoặc tâm đã nhiễm tham dục, thực hiện trộm cắp và lúc tà dâm, hoặc nói lời không thích hợp. Với cả 3 đều cùng khởi. Nghĩa là nếu người khởi tâm giận dữ, đều cùng lúc sát sinh, trộm cắp đối với chúng sinh khác. Nếu vậy, trộm cắp vào thời điểm này, không do sự tham dục tạo thành. Hoặc khi tâm người không khác với nghiệp đạo thành tựu, nên biết là do nghĩa quyết định trước kia. Nếu người bị cấu nhiễm do tham dục vân vân, do bảo người khác thì 2 nghiệp đạo có sắc đã thành tựu. Những nghiệp đạo như đây đều cùng khởi với 3, với 4, nghĩa là nếu người vì có ý muốn phá tan sự hòa hợp của người khác, nên nói dối. Nói lời độc ác, nghiệp đạo của ý trong đây thuận theo 1, nghiệp đạo miệng có 3. Có lúc bị nhiễm do tham dục vân vân, do khi bảo người khác thì 3 nghiệp đạo riêng đã thành tựu. 5, 6, 7 nghiệp đạo khác, nên biết là hợp với nghĩa như đây. Với 8 đều cùng khởi, nghĩa là với 6 nghiệp đạo bảo người khác và tự mình thực hiện tà dâm. Nếu người kia cùng thành chung một thời điểm, do nghĩa của nghiệp đạo ác cuối hết ở đây. Kệ nói, nếu thiện, cho đến 10. Giải thích, nếu biện luận sự cố ý tương ưng, không tương ưng với nghiệp đạo thiện, cho đến đắc tương ưng với 10 nghiệp đạo, là đã tạo ra thuyết chung như vậy. Vì phân biệt, lựa chọn thuyết chung ấy, nên lại tạo ra thuyết riêng. Kệ nói, bất cộng 18, 5. Giải thích, sự cố ý không có nghĩa tương ưng với 18, 5 nghiệp đạo. Tương ưng với 2 trong đây, như lúc ở 5 thức thiện khởi, khi nhập định vô sắc, thời điểm tận trí, vô sinh trí khởi, tương ưng với 3. Nghĩa là khi ý thức khởi. Tương ưng với chánh kiến. Tương ưng với 4, nghĩa là khi tâm ác, tâm vô ký khởi, chánh thọ giới yêu bà tắc và giới sa di. Tương ưng với 6, nghĩa là thời điểm 5 thức thiện khởi, thọ 2 giới trước. Tương ưng với 7, nghĩa là khi ý thức thiện khởi, thọ 2 giới trước, hoặc vào thời điểm tâm ác, hoặc tâm vô ký khởi, thọ giới tỳ kheo. Tương ưng với 9, nghĩa là lúc 5 thức thiện khởi, thọ giới tỳ kheo. Nếu ý thức tương ưng với tận trí, vô sinh trí, là tâm tương ưng với tận trí, vô sinh trí và tương ưng với định. Tương ưng với 10 tướng, khác với đây, ở chỗ khác, khi ý thức thiện khởi, thọ giới tỳ kheo, sự cố ý tương ưng với giới tất cả định, giới vô lưu, lìa tận trí, vô sinh trí. Nếu hệ thuộc với phi giới, tất nhiên cũng sẽ được tương ưng với một đạo. Nếu người khác với tâm, thọ một phần xa lìa, thì cũng sẽ được tương ưng với 5, 8. Nếu người khi ý thức thiện khởi, thọ 2 phần xa lìa trong cùng một thời điểm, hoặc thọ 5 phần xa lìa. Lại đối với đạo nào, có bao nhiêu nghiệp đạo, hoặc ác, hoặc thiện do hiện tiền và đắc đạt đến đều cùng khởi. Kệ nói, phi ứng ngữ, ác ngữ sân ở địa ngục, 2. Giải thích, là 3 thứ đạo nghiệp và ở địa ngục do 2 thứ nghĩa hữu, do hữu hiện tiền. Do hữu của đắc đạt đến. Do hữu của xót thương, khóc lóc, không phải ứng ngữ. Do ác ngữ của hữu mắng nhiếc hỗ tương, do phiền não nối tiếp nhau. Vì sự oán ghét hỗ tương, nên là hữu giận dữ. Kệ nói, do đạt đến tham dục, tà kiến. Giải thích, nếu do đạt đến hữu tham ái, tà kiến thì không do hữu hiện tiền. Vì không có trần khả ái, nên chứng biết quả nghiệp. Do vì nghiệp hết, chết, nên không có sát sinh, không thâu tóm của và vì vợ, nên không có trộm cắp tà dâm. Vì vô dụng, nên không có nói dối. Vì luôn tự không có sự hòa hợp, nên không có ngữ phá hoại. Kệ nói, Châu Bắc Ba. Giải thích, do đắc đạt đến, nên lời nói lưu loát.
sự tham dục, giận dữ, tà kiến, không do hữu hiện tiền. Không có ngã sở, vì không có thâu tóm, vì mềm mại trơn nhẵn nối tiếp nhau, vì không có cảnh của loại giận dữ, vì không có ý ác. Kệ nói, thứ bảy, người kia tự có. Giải thích, không phải ứng ngữ, hữu hiện tiền ở người kia. Vì sao? Vì người kia có lúc khởi tâm nhiễm ô, ca hát. Vì không có ý ác, nên không có sát sinh vân vân vì mạng sống nhất định, nên không thâu tóm của cải và vì vợ, vì vô dụng. Người kia làm sao tạo ra phi phạm hạnh? Người châu Bắc, nếu muốn đùa giỡn hòa hợp chung với người nữ ấy, tức cầm tay cô gái, cùng đi qua phía dưới tảng cây. Cô gái này nếu chịu đi, thì cây tức thì che lấp kín. Ấy là tư thông với cô gái. Nếu cô gái không chịu đi, thì cây không che lấp, tức thì quay lưng nhau đi. Kệ nói, với dục khác, 10 ác. Giải thích, tự có lời nói lưu loát, trừ địa ngục và châu Bắc, 10 thứ nghiệp đạo ác ở xứ khác. Do hiện tiền cũng có hữu ở trong súc sinh, quỷ thần, thiên đạo nên chẳng phải nghiệp đạo, không bảo hộ, trì. Nghiệp đạo thuộc về, không bảo hộ, trì ở trong nhân đạo cũng có. Nếu trời không hay giết trời khác, thì có thể giết chúng sinh của đạo khác. Chư thiên, nếu chặt đầu, chặt lưng, tức xả mạng. Đã nói nghiệp đạo ác xong. Kệ nói. Ba sau, tất cả hữu vì đắc đạt hiện tiền. Giải thích, ở năm đạo và ba cõi, tất cả xứ đều không có tham, không có giận, tránh kiến, do hiện tiền và đắc đạt đến đều có. Kệ nói. Vô tưởng thiên, vô sắc do đắc đạt đến bảy. Giải thích, nghiệp đạo thiện của thân, miệng có bảy. Ở trong cõi vô sắc và trời vô tưởng, chỉ do hữu của đắc đạt đến. Thánh nhân đã sinh nơi cõi vô sắc, vì tương ưng với đắc đạt đến của giới vô lưu ở quá khứ, vị lai. Vô tưởng thiên tương ưng với đắc đạt đến của sự hộ trì định, thuận theo địa, đối tượng nương tựa. Giới vô lưu của đối tượng sinh, và đối tượng xả của thánh nhân, nếu sinh nơi cõi vô sắc, thì sẽ tương ưng với sự hộ trì quá khứ này, và nương tựa sự bảo hộ vị lai của năm địa cũng tương ưng. Kệ nói. Khác, do hiện tiền cũng có trừ địa ngục, châu Bắc. Giải thích, khác, nghĩa là cõi riêng, đạo riêng. Ở trong cõi khác, đạo khác, là bảy thứ nghiệp đạo thiện, do hiện tiền cũng có, trừ địa ngục và châu Bắc. Là khác, nghĩa là súc sinh, quỷ thần, trong đó, chỉ có không phải sự bảo hộ. Ở cõi sắc, chỉ thuộc về bảo hộ, ở xứ khác, có đủ cả hai thứ. Lại nữa, 10 thứ nghiệp đạo ác này và nghiệp đạo thiện. Kệ nói, tất cả đều thường cho quả báo tăng thượng lưu. Giải thích nay, biện luận về ác, do tất cả sự của 10 điều ác, vì hành tác thường khởi, nên sinh vào địa ngục, gọi là quả báo. Nếu thọ báo địa ngục xong, sẽ được loại như đây, nghĩa là tụ đồng phần của nơi cõi người vân vân do vì dứt bỏ mạng sống, nên mạng sống trở nên ngắn ngủi. Do vì trộm cắp, nên có chướng nạn của vật, do vì tà dâm, nên phần nhiều oán ghét, có chướng ngại đối với thê thiếp. Do nói dối, nên phần nhiều bị chê bai, do vì ngữ phá hoại, nên bản thân không hòa hợp. Do lời nói ác, nên luôn nghe tiếng không đáng yêu. Do không phải ứng ngữ, nên dù lời nói thật, có lý thì người khác vẫn không tin thọ. Do tham dục, nên có nhiều tham dục nặng. Do sự giận dữ, nên phần nhiều giận dữ nặng. Do tà kiến, nên tối tăm, đần độn, đa nghi. Vì cái thấy này nhiều vô minh, nên gọi là quả đẳng lưu của 10 ác. Mạng sống trong nhân đạo, nếu ngắn ngủi, cũng là quả của nghiệp thiện. Sao nói là quả đẳng lưu của sát sinh, không nói mạng sống của con người là quả đẳng lưu? Do nghiệp ác khiến cho mạng sống của con người bị giảm thiểu, còn sát sinh là nguyên nhân chướng ngại của mạng sống nơi cõi người. Nghĩa này nên biết, quả tăng thượng, do sự việc sát sinh, tu tập thường khởi tất cả công cụ bên ngoài, cấp dưỡng cho sự sống, không có vị thế nữa. Do trộm cắp, nên hay bị sét đánh thình lình, nhiều bụi bặm. Do tà dâm, nên nhiều trần nhơ. Do nói dối, nên phần nhiều hôi hám, nhơ nhớp. Do ngữ phá hoại, nên khí thế giới ngoại, có cao, sâu. Do lời nói hung dữ, nên đất của họ có nhiều vị xấu ác, cao, khô ráo trái nhau, không thích nghi tất cả. Do ngữ không thích ứng, nên thời tiết không điều hòa, thích hợp, bốn đại đổi khác không bình đẳng. Do tham dục, nên tất cả trái cây đã trồng đều không chắc hạt, ít, yếu. Do giận dữ, nên hầu hết chỗ sinh sống đều gặp hiểm nguy, khổ sở. Do tà kiến, nên tất cả tư chất sống hoặc ít hiệu quả, hoặc không có hiệu quả. Trên đây, được gọi là quả tăng thượng của 10 điều ác. Vì do nghiệp ấy, nên mạng sống của đời nay quá ngắn ngủi, và do nghiệp cá biệt. Có sư khác nói, tức là nghiệp này. Vì sao? Vì thời xưa,
quả quả báo của nghiệp này đã qua, trở thành là quả đẳng lưu của quả báo kia trong hiện nay. Có sư khác nói, thời đại xưa là do phần trước. Thời đại hiện nay là do căn bản, do chấp loại bản chung, nên đã nói như thế. Quả đẳng lưu của sát sinh vân vân không phải chủng loại của đẳng lưu, mà do sự sai biệt tương tự, nên nói như vậy. Lại nữa, thế nào là 10 nghiệp đảo? Có 3 thứ quả sinh, nếu người gây tạo ra sự sát sinh, sự sinh bị người giết, là đau khổ. Vì đoạn mạng người kia, vì trừ vị thế của người kia, thế nên kệ nói, do khốn khổ trừ mạng. Diệt quả vị thế, 3. Giải thích, do gây khốn khổ cho người khác, nên có quả quả báo, sẽ phải cam chịu tai hại khốn khổ ở địa ngục. Do hành động sát, nên có quả đẳng lưu, mạng sống đáng yêu của đời này bị ngắn ngủi, là do diệt vị thế của người khác, nên có quả tăng thượng. Vị thế, có thuốc vân vân bên ngoài, hoặc không có, hoặc yếu ớt. 3 quả của nghiệp đạo khác, nên biết cũng thế. 3 quả của nghiệp đạo thiện, nên biết cũng như vậy. Phật, Thế Tôn đã nói, có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Có tà mạng nào khác với hai tà này, không có khác với hai tà ấy. Kệ nói, tham sinh nghiệp thân, miệng lập riêng là tà mạng. Giải thích, nếu đối với chúng sinh, tự giận, si sinh ra hai nghiệp thân, miệng, gọi là tà ngữ, tà nghiệp. Khác với hai thứ tà này, lập riêng làm tà mạng. Kệ nói, khó chữa trị. Giải thích, pháp tham dục được trộn lẫn chung với chúng sinh. Thế nên, tâm trong nghiệp đã sinh của chúng sinh kia, khó có thể ngăn cấm, bảo hộ. Do đó, chánh mạng không dễ gì có thể chữa trị. Ở trong đó vì tâm sinh ân cần, tôn trọng người khác, nên chia hai tà này lập làm thứ ba. Trong đây nói kệ, kiến tại gia khó trị. Luôn chấp mỗi thứ kiến mạng tỳ kheo khó trị nuôi sống thuộc người khác. Kệ nói, giúp tham sinh nếu chấp. Giải thích, nếu có người chấp làm hổ trợ giúp cho mạng sống, tạo hai nghiệp thân, miệng do tham dục sinh gọi là tà mạng, không phải chi khác. Vì sao? Vì tự thân đi dạo chơi ở nơi ca múa vân vân, không lập là tư lương của thọ mạng. Kệ nói, vì không phải là kinh. Giải thích, nghĩa này không hợp lý. Vì sao? Vì do kinh nói, ở tụ giới, trong kinh nói, việc xem đấu voi. Phật, Thế Tôn đã lập trong tà mạng. Vì sao? Do thọ dụng tà về ngoại cảnh. Nghĩa này đã nêu xong. Trước hết, trước kia đã nói năm thứ quả, ở trong đó, nghiệp nào do bao nhiêu quả có quả. Kệ nói, nơi diệt, đạo, có cấu nghiệp có quả do năm. Giải thích, vì được diệt, nên tu đạo này. Lại, do đạo này, nên hoặc bị tiêu diệt, gọi là diệt đạo. Nghĩa là đạo thứ lớp, đạo này, nếu hữu lưu, ở đó có nghiệp, có năm thứ quả làm quả. Vì sao? Vì nghiệp này đã được quả khả ái ở trong địa mình, nên gọi là quả quả báo. Thời gian sau, pháp tương tự hoặc bằng nhau, hoặc trội hơn, là quả đẳng lưu. Quả lìa nhau, nghĩa là tâm trạch diệt lìa các kết. Quả công sức, đạo này dẫn sinh các pháp, nghĩa là đạo giải thoát và đều cùng khởi các pháp và vị lai lẽ ra được pháp hữu vi khác của tự tánh, trừ sự sinh trước. Kệ nói, đối vô cấu do bốn. Giải thích, nghiệp ở trong diệt, đạo vô lưu, do bốn quả có quả, trừ quả quả báo. Kệ nói, hữu lưu, thiện ác khác. Giải thích, nếu nghiệp hữu lưu thiện khác với diệt, đạo và nghiệp ác, thì hai pháp này do bốn quả có quả, trừ quả liền nhau. Kệ nói, nghiệp vô lưu chỗ khác chính do ba vô ký. Giải thích, nghiệp vô lưu hiện có, nếu khác với diệt, đạo và nghiệp vô ký. Do ba quả có quả, trừ quả quả báo và quả liền nhau. Kệ nói, bốn, hai và ba khác nghiệp thiện cùng quả thiện. Giải thích, nghĩa này nên biết về thứ lớp sẽ nói sau. Có lúc, nghiệp thiện dùng pháp thiện làm quả, tức sẽ có bốn quả, trừ quả quả báo. Nếu lấy pháp ác làm quả, sẽ có hai quả, nghĩa là quả công lực, quả tăng thượng. Nếu dùng pháp vô ký làm quả, sẽ có ba quả, trừ quả đẳng lưu và quả liền nhau. Kệ nói, nếu ác, thiện cùng hai ba, bốn, như thứ lớp. Giải thích, nghĩa này, nên biết về thứ lớp, nếu nghiệp ác dùng pháp thiện làm quả, thì sẽ có hai quả, nghĩa là quả công lực, quả tăng thượng. Nếu lấy pháp ác làm quả, thì sẽ có ba quả, trừ quả quả báo và quả liền nhau. Nếu dùng pháp vô ký làm quả, thì sẽ có bốn quả, trừ quả liền nhau, quả đẳng lưu. Thế nào là thân kiến, biên kiến vô ký? Là quả đẳng lưu của hoặc biến hành bất thiện, đối tượng diệt của kiến khổ đế. Kệ nói, vô ký có hai, ba ba, lại ở nơi thiện. Giải thích, nếu nghiệp vô ký lấy pháp thiện làm quả, tất nhiên sẽ có hai quả. Nghĩa là quả công lực và quả tăng thượng.
Nếu dùng pháp ác làm quả, thì có ba quả, trừ quả quả báo và quả liền nhau. Như đây là sao? Hoặc bất thiện do kiến khổ đế đã diệt, là quả của hai kiến đẳng lưu, vô ký. Nếu lấy pháp vô ký làm quả, thì sẽ có ba quả. Kệ nói, quá khứ, tất cả bốn. Giải thích, tất cả, nghĩa là pháp ba đời. Nếu pháp này là quả của nghiệp quá khứ, thì đều sẽ có bốn quả, trừ quả liền nhau. Kệ nói, nghiệp giữa, quả tiếp, như thế. Giải thích, nếu nghiệp hiện đời lấy pháp vị lai làm quả, thì sẽ có bốn quả như trước đã nói. Kệ nói, giữa, quả hai. Giải thích, nếu pháp hiện đời là quả của nghiệp hiện đời, thì chỉ có hai quả. Nghĩa là quả công lực và quả tăng thượng. Kệ nói, do nghiệp nối tiếp nhau quả vị lai có ba. Giải thích, nếu nghiệp vị lai dùng pháp vị lai làm quả, thì sẽ có ba quả, trừ quả đẳng lưu và quả liền nhau. Kệ nói, pháp địa đồng có bốn. Giải thích, trừ quả liền nhau, quả khác đều có. Kệ nói, ba, hai, nếu địa khác. Giải thích, nghiệp của địa khác, nếu vô lưu, thì sẽ có ba quả, trừ quả quả báo và quả liền nhau, do vì không rơi vào cõi. Nếu là hữu lưu, thì sẽ có hai quả, tức quả công lực và quả tăng thượng. Kệ nói, hữu học có ba học. Giải thích, nếu nghiệp hữu học dùng pháp hữu học làm quả, thì sẽ có ba quả, trừ quả quả báo và quả liền nhau. Nếu lấy pháp vô học làm quả, cũng thế. Nếu dùng pháp phi học, phi phi học làm quả, thì sẽ có ba quả, trừ quả quả báo và quả đẳng lưu. Kệ nói, nghiệp vô học cùng học các pháp chỉ một quả hoặc ba quả và hai quả. Giải thích, nếu nghiệp vô học lấy pháp hữu học làm quả, tất nhiên sẽ có một quả. Nghĩa là quả tăng thượng. Nếu dùng pháp vô học làm quả, thì sẽ có ba quả, trừ quả quả báo và quả liền nhau. Nếu dùng pháp phi học, phi phi học làm quả, thì sẽ có hai quả, nghĩa là quả công lực và quả tăng thượng. Kệ nói, khác, nơi đây hai học hai, hai và năm quả. Giải thích, nghiệp vô học của dị học, nghĩa là nghiệp của phi học, phi vô học. Nếu lấy pháp hữu học làm quả, tất sẽ có hai quả, nghĩa là quả công lực và quả tăng thượng. Dùng pháp vô học làm quả cũng vậy, nếu lấy pháp phi học, phi vô học làm quả, thì sẽ có năm quả. Kệ nói, ba bốn quả và một nghiệp kiến diệt kia thảy. Giải thích, nếu nghiệp do kiến đế diệt, lấy pháp, đối tượng diệt của kiến đế làm quả, tất sẽ có ba quả, trừ quả quả báo và quả liền nhau. Nếu lấy pháp, đối tượng diệt của tu đạo làm quả, thì sẽ có bốn quả, trừ quả liền nhau. Nếu dùng pháp không phải đối tượng diệt làm quả, thì sẽ có một quả, tức là tăng thượng. Kệ nói, hai quả, bốn và ba nghiệp, do tu đạo diệt. Giải thích, nếu nghiệp do tu đạo diệt, dùng pháp, đối tượng diệt của kiến đế làm quả, thì sẽ có hai quả, nghĩa là quả công lực và quả tăng thượng. Nếu lấy pháp, đối tượng diệt của tu đạo làm quả, tất sẽ có bốn quả, trừ quả liền nhau. Nếu dùng pháp không phải đối tượng diệt làm quả, thì sẽ có ba quả, trừ quả quả báo và quả đẳng lưu. Kệ nói, không phải nghiệp diệt một hai, bốn quả thứ lớp. Giải thích, nghiệp không phải được diệt, nếu lấy pháp được kiến đế diệt làm quả, thì sẽ có một quả, nghĩa là quả tăng thượng. Nếu dùng pháp được tu đạo diệt làm quả, thì sẽ có hai quả, nghĩa là quả công lực và quả tăng thượng. Nếu lấy pháp không phải đối tượng diệt làm quả, thì sẽ có bốn quả, trừ quả quả báo. Lại, thuyết minh lời nói thứ lớp, nghĩa là nên biết ở trước, giữa, sau. Vì biểu thị sáng tỏ nhân, quả, nên nói lập lại các nghĩa, do phân biệt nghĩa tương ưng của nghiệp. Về thể, tướng của nghiệp này cũng nên hỏi, trong tạng A Tỳ Đạt Ma, thuyết minh có ba nghiệp, nghĩa là phi lý tác, như lý tác, phi lý, phi phi lý tác. Tướng mạo của nghiệp này ra sao? Kệ nói, phi lý tác có nhiễm thuyết khác, không phương lớp. Giải thích, nếu nghiệp có nhiễm ô thì nói là phi lý tác, vì từ tư duy không thích đáng sinh. Sư khác nói như vậy, hoặc có sư nói, mất thứ lớp phương tiện gọi là phi lý tác. Nghĩa là người nên đi như đây, nên cư trú như đây, nên ăn như đây, nên mang y phục như đây. Những việc như đây vân vân, nếu không thực hành như vậy, gọi là phi lý tác. Nghiệp này do không phải được tạo nên một cách hợp lý, nên đều gọi là phi lý tác. Tất cả nghiệp thiện, đều được gọi là như lý tác. Và không mất đi thứ lớp phương tiện, cũng được gọi là như lý tác. Khác với hai pháp này, gọi là nghiệp phi lý, phi phi lý tác. Do vì một nghiệp dẫn dắt một đời, vì một nghiệp dẫn dắt nhiều đời. Lại nữa, vì nhiều nghiệp dẫn một đời, vì một nghiệp dẫn một đời. Nếu căn cứ ở tất đàn này, nên thuyết minh như vậy. Kệ nói, một nghiệp dẫn một đời.
Giải thích, chỉ một đời, chỉ một nghiệp có thể dẫn, không có khả năng dẫn nhiều đời. Sinh, là tên của tụ đồng phần. Nếu được tụ đồng phần của kia gọi là sinh. Nếu vậy, sao Đại Đức Ani Lâu Đà nói, nay, tôi do quả báo của một bữa ăn đã thí cho hồi thời xưa, nên đã 7 lần sinh trở lại trời thứ 33, 7 lần trở lại làm chuyển luân vương xong và mãi cho đến tận hiện nay, tôi vẫn còn sinh ở nhà Thích Ca là được phú quý. Do quả báo của nghiệp này mà được quả giàu sang, và được nhớ rõ sự việc ở đời trước, đồng thời lại sinh nghiệp cá biệt. Vì muốn chỉ rõ công năng của nghiệp, nên nói lời này. Thí dụ như có người dùng 1 đồng tiền vàng, tạo ra công lực được 1.000 tiền vàng, nên nói lên lời này, hiện nay, tôi do 1 đồng tiền vàng, nên được giàu có. Lại nói, người này lấy việc thí cho thức ăn của thời điểm ấy để làm y chỉ và các sự cố ý nối tiếp nhau, khởi lên rất mãnh liệt. Ở đó có các sự cố ý có công năng dẫn nhiếp quả báo. Không được nói nhiều nghiệp chiêu cảm một đời. Chớ cho, do từng phần đã dẫn dắt tụ đồng phần của để trở thành tụ đồng phần của này, mà là do một nghiệp đã dẫn đến cho nghiệp khác. Kệ nói, nhiều nghiệp có thể viên mãn. Giải thích, thí dụ như họa sư, do một màu sắc vẽ ra hình mạo của con người, dùng nhiều màu sắc để tô điểm cho viên mãn. Vì sao? Vì ở trong thế gian, có chúng sinh đồng với tụ đồng phần của người tức có đầy đủ căn thân và các tướng hình mạo, kích cỡ, thể lực đoan chánh vân vân viên mãn, rất phân minh, khả ái ở trong tụ con người. Có người khác ở trong số đó không đủ phần, không chỉ nghiệp có công năng dẫn sinh, mà còn làm sao để có pháp của quả báo khác, nếu là tất cả chủng, kệ nói. Hai định không thể dẫn vô tâm cùng đạt đến. Giải thích, hai định vô tâm cũng có quả báo, nhưng không thể dẫn tụ đồng phần. Vì không cùng khởi với nghiệp, nên đắc cũng vậy, vì không đồng quả với nghiệp. Phật, Thế Tôn nói, chướng có 3 thứ, nghĩa là nghiệp chướng, phiền não chướng, quả báo chướng. Thể tánh của 3 chướng này thế nào? Kệ nói, nghiệp nặng như vô gián cõi ác, nhiễm trụ, hoặc trời vô tưởng, Châu Bắc nói đây gọi 3 chướng. Giải thích, có 5 nghiệp vô gián vân vân, gọi là nghiệp chướng. Nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, cố ý hại thân Như Lai chảy máu. Những điều này gọi là nghiệp chướng, nhiễm trụ hoặc, gọi là phiền não chướng, hoặc có 2 thứ, nhiễm trụ, nghĩa là luôn hiện hành. Mạnh mẽ, nhạy bén, nghĩa là phẩm nặng, nhiễm trụ hoặc trong đây, được gọi là phiền não chướng, ví như huỳnh môn vân vân hoặc mạnh mẽ, nhạy bén. Vì sao? Vì nếu hoặc do phẩm nặng, nên mạnh mẽ, nhạy bén, hoặc này vì có lúc khởi, không thường hằng, nên có lúc có thể diệt, không phải hoặc của phẩm nhẹ khởi luôn. Vì sao? Vì nếu hoặc khởi luôn là diệt, hoặc này không được thời gian, công của con người, hoặc này được căn cứ ở phẩm nhẹ để trở thành phẩm trung, dựa vào phẩm trung, trở thành phẩm thượng. Hoặc này là chướng ngại thánh đạo, 3 thứ cõi ác, gọi là quả báo chướng. Một phần đạo thiện cũng vậy, nghĩa là người Châu Bắc và trời vô tưởng. 3 chướng ấy chướng ngại pháp nào? Có thể chướng ngại thánh đạo và gây trở ngại cho căn thiện gia hạnh của thánh đạo. Lại có nghiệp khác đối với định báo của cõi ác vân vân, nghĩa là đối với noãn sinh, thấp sinh, sinh thân người nữ, sinh định trong hữu thứ 8, cũng nên nói là nghiệp chướng. Nếu nghiệp do 5 thứ nhân có thể hiểu rõ, có thể nói, sẽ lập nghiệp này làm chướng. 5 thứ nhân đó là, do y, do quả, do đạo, do sinh, do con người. Do vậy, nên chỉ nói 5 nhân, ở trong đó, hoặc chướng là rất thô, nghiệp chướng thô thứ tiếp. Vì sao? Vì do 2 hoặc này đối với sự sinh thứ 2, là thứ con người không thể để đối trị. Sư Tỳ Bà Sa nói, vì sao, sao có thể nhân theo, nên thuyết minh theo thứ lớp. Vô gián là nghĩa gì? Ở trong quả báo của sự sinh, không có nghiệp riêng và quả của sự sinh riêng nào có thể ngăn ngại. Lại nữa, người tạo ra nghiệp này, nếu xả mạng sống, thì thức liền sinh quả địa ngục, sẽ không có pháp nào có thể ngăn ngại. Người này do tương ưng với pháp này và vì tức liền sinh trong địa ngục, nên nói là vô gián, ví như sa môn. Lại nữa, 3 thứ chương ấy, nên biết ở trong đạo nào có. Nếu quyết định, kệ nói, vô gián ở 3 châu. Giải thích, ở Châu Bắc và cõi khác đều không có, huống chi cõi khác. 2 người nam, nữ ở trong cõi người, có thể tạo ra nghiệp này. Kệ nói, huỳnh môn cùng không thuận. Giải thích, nhân nào? Tức là người huỳnh môn kia do nguyên nhân không có giới, tức là nhân này. Lại, có nhân riêng, kệ nói, ít ân, ít hổ thẹn. Giải thích, theo thứ lớp, cha mẹ đối với họ, họ đối với cha mẹ. Cha mẹ ít ơn đối với họ,
do phần thân không đủ làm tăng thượng. Vì niệm ái ít, nên họ đối với cha mẹ không khởi hổ thẹn của phẩm nặng. Do phá sự hổ thẹn này, nên bị chạm xúc tội vô gián. Do nhân này, nên không có nghiệp vô gián trong đạo xúc sinh, quỷ thần. Đại Đức nói, nếu trí tuệ sáng tỏ, sẽ có năm vô gián. Ví như ngựa thông tuệ, nếu người giết cha mẹ phi nhân, không có nghiệp vô gián. Đã nói nghiệp chướng xong. Kệ nói, chướng khác ở năm đảo. Giải thích, những gì là khác, nghĩa là hoặc chướng, quả báo chướng. Quả báo chướng, người châu Bắc ở trong cõi người, vô tưởng thiên ở trong cõi trời. Thể tánh của nghiệp vô gián này thế nào? Bốn thân nghiệp làm thể, một khẩu nghiệp làm thể, ba sát sinh làm tánh, một nói dối làm tánh, phần trước của một việc sát sinh làm tánh. Chư Phật Như Lai lấy không thể sát hại làm tánh, vì đối với nhân, lập tên quả nên nói phá hòa hợp tăng là nghiệp vô gián. Tăng do nhân này phá, nên nhân được mang tên phá. Sự phá này, nghĩa nó thế nào? Kệ nói, tăng phá phi tánh hợp không phải pháp tương ưng pháp vô ký, không nhiễm. Giải thích, hòa hợp, nghĩa là vô phú vô ký với tâm bất tương ưng hành. Phá tăng cũng vậy, phá tăng này làm sao trở thành nghiệp vô gián? Người có thể phá không tương ưng với tăng này, là sao? Kệ nói, chúng tương ưng với tăng. Giải thích, vì sao? Vì phá này thuộc về đối tượng phá, không thuộc chủ thể phá. Nếu vậy, chủ thể phá tương ưng với pháp nào? Kệ nói, rửa tội nói dối này chủ thể phá tương ưng. Giải thích, người có thể phá, tương ưng với tội phá hòa hợp tăng. Tội này nghĩa là tội nói dối. Lại nữa, sự nói dối ấy với phá hòa hợp tăng. Đều cùng khởi hữu biểu, vô biểu. Chủ thể phá tương ưng với tội này. Kệ nói, tỳ chỉ, một kiếp thục. Giải thích, quả báo của một kiếp riêng ở A tỳ chỉ đại địa ngục đã chín muồi, nghiệp vô gián khác, không quyết định. Ở đại địa ngục A tỳ chỉ chín muồi, nếu người tạo ra nhiều nghiệp vô gián, thì đa số nghiệp này, đều là quả thuần thục vô gián. Do nghiệp này là sở đắc nào của con người? Kệ nói, như khổ tăng, thọ tăng. Giải thích, người này do nhiều nghiệp thục vô gián ở địa ngục A tỳ chỉ, được y chỉ rất lớn, rất dày, mềm mại, là việc khổ não rất nhiều thứ, thật khó chịu đựng nổi, khởi do hai nhân này đã thọ khổ thọ, tăng 2, 3, 4, 5 phần. Người nào có thể phá hòa hợp tăng? Kệ nói, kiến tỳ kheo hạnh tốt, phá. Giải thích, người tại gia không thể phá, tỳ kheo ni vân vân cũng không thể phá, mà là tỳ kheo nhiều kiến hành, không phải hành tham ái, trụ ở chánh hạnh. Do hạnh không thể cù ở, tà hạnh không thể phá. Vì sao? Vì người này giáo hóa không thể tín thọ. Ở xứ nào được phá? Kệ nói, ở xứ khác. Giải thích, nếu Đức Thế Tôn ở xứ này, vì khác với xứ này, nên được phá. Vì không được thân cận đối trước Thế Tôn, vì chư Phật Như Lai không thể xem thường, bắt buộc, nên ngôn giáo rất đáng tín thọ. Nếu phá thì người nào phá? Kệ nói, phàm phu. Giải thích, chỉ phá hòa hợp tăng phàm phu. Chứ không thể phá thánh nhân, vì thánh nhân đã tự chứng kiến pháp chánh lý. Là phàm phu, vì chưa được nhẫn trước. Sư khác nói như vậy, tăng được phá, bị phá, do số lượng bao nhiêu. Kệ nói, đạo của sư riêng khác lúc nhẫn đã bị phá. Giải thích, là thời điểm tăng kia đã nhẫn, thọ sự riêng khác với Như Lai, và tín thọ đạo riêng, khác hẳn với chánh đạo mà Như Lai đã nói. Do sự xét lường này, nên nói là tăng đã phá. Phá xong thời gian bao lâu thì được cư trú? Ngay đêm này. Kệ nói, cư trú không qua đêm. Giải thích, đại chúng đã phá, không vượt qua đêm này, nhất định lại hòa hợp, là đã nói phá hòa hợp tăng. Kệ nói, ở đây gọi phá luân. Giải thích, vì sao? Vì thời điểm này, pháp luân của Phật, Thế Tôn đã bị phá, có thể chứng ngại cho sự sinh khởi của thánh đạo, nên gọi là phá luân, hoặc nói phá tăng. Phá luân này ở xứ nào được thành? Kệ nói, Châu Diêm Phù. Giải thích, chỉ phá ở Châu Diêm Phù, xứ khác thì không có. Do bao nhiêu người được phá? Kệ nói, 9 người vân vân. Giải thích, nhất định lấy 9 người để phá, quá con số này thì không nhất định, 8 tỳ kheo, gọi là tăng, thứ 9 là chủ thể phá. Vì sao? Vì tăng nhất định nên cư trú ở trong hai tụ, hai hỗ trợ. Nếu vậy thì được phá, có riêng tăng phá. Từ phá yết ma thành. Nếu đối với một chú xứ riêng, không hòa hợp tác yết ma, gọi là phá yết ma. Sự phá này, kệ nói, ba châu có nghiệp phá. Giải thích, ở ba châu vân vân, nếu có chánh giáo của Như Lai. Ở đây, do bao nhiêu tỳ kheo thành. Kệ
kệ nói, đây do tám và khác. Giải thích, trong đây, chỉ tác yết ma, không lập 14 pháp của loại phá, nên dùng 8 làm con số nhất định, là phá pháp luân ở 6 thời điểm không được thành. Kệ nói, sau, đầu, trước át phù cùng trước lúc sư diệt chưa kết khi biệt trụ phá luân không được thành. Giải thích, đầu tiên, nghĩa là chuyển pháp luân chưa bao lâu. Sau, nghĩa là thời điểm Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn. Trong hai thời điểm ấy, đại chúng cung kính tu, vì đồng một vị, nên không có phá. Ở trung gian, trước át phù đà, tăng không phá. Ở trong chánh pháp, cho đến khi giới át phù đà, kiến át phù đà chưa khởi. Ở trước hai, cũng không phá, cho đến thời điểm hai Samatha, tỷ bát xa xa của hai đệ tử chưa khởi. Do vì đã phá không trải qua đêm, nên do hai hòa hợp lại. Nếu khi đại sư đã nhập Niết Bàn, vì không có tương đối lập, nên không có phá, cho đến thời điểm chưa kết cơ chú riêng, cũng không có phá. Vì sao? Vì nếu chung ở một chú xứ riêng, an lập hai sự hỗ trợ, gọi là tăng phá. Ở sáu thời điểm này, việc phá pháp luân không thành. Không phải tất cả Phật đều có phá pháp luân này, vì sự việc này được căn cứ ở nghiệp mà thành. Sao trong vụ việc giết mẹ vân vân có nghiệp vô gián, còn ở chỗ khác không có? Kệ nói, có ruộng công đức ân do lìa bỏ dứt trừ. Giải thích, ở trong việc giết cha, mẹ, do bỏ người có ơn. Thế nào là song thân kia có ơn? Vì là gốc sinh thân mình, bỏ song thân kia là sao? Nghĩa là bỏ mạng căn của song thân kia. Ruộng công đức, nghĩa là A-la-hán. Thần A-la-hán là trạch diệt hoặc của ba cõi và đồ đựng của ấm như giới vân vân, nên gọi là ruộng công đức. Do vì loại bỏ đi thân La-hán này, nên trở thành nghiệp vô gián. Nếu cha mẹ chuyển căn, sẽ ở trong một chỗ dựa ấy. Kệ nói, chứng căn riêng cũng có. Giải thích, thế nên, trong kinh nói, vì có như đây, nên không khiến người nam lìa mạng căn, không phải cha, không phải A-la-hán, mà vì đã xúc phạm tội vô gián không? Có. Nếu mẹ chuyển căn, khiến người nữ lìa mạng căn, không phải mẹ, không phải A-la-hán, mà vì bị chạm xúc tội vô gián không? Có. Nếu cha chuyển căn có kha la la của người nữ đọa, có người nữ riêng, liền lấy an trí trong sản môn. Người này sẽ lấy người nữ nào làm mẹ, nếu giết người nữ nào, thì thành nghiệp vô gián. Kệ nói, từ máu sinh là mẹ. Nếu từ máu của người nữ ấy hình thành thân người này, thì người nữ ấy là mẹ sinh ra người kia tức ở người nữ thứ hai. Trong tất cả sự, đều nên nghe, hỏi, vì sao người nữ này có thể cho đứa trẻ bú sữa ấy và có thể nuôi lớn dậy dỗ phải, quấy? Nếu người đối với mẹ, thực hiện phương tiện sát hại, giết lầm người khác, thì không có nghiệp vô gián. Nếu không thực hiện phương tiện giết hại đối với mẹ mình, mà giết lầm mẹ mình, cũng không có nghiệp vô gián. Nhân con định dùng phương tiện giết, người mẹ núp dưới giường, người cha vì chạy ra chỗ khác, nên chết, người ấy thành nghiệp vô gián. Nếu người thực hiện một vụ việc sát hại, giết mẹ và giết người khác, thì hai nghiệp vô biểu đều khởi. Hữu biểu chỉ cho nghiệp vô gián. Sức của nghiệp vô gián này rất mạnh. Đại Đức Cù Sa nói, vì lân hư đã thành, nên hữu biểu cũng có hai thứ, nếu không tưởng là A-la-hán, mà giết A-la-hán, thì sẽ có nghiệp vô gián. Này ta quyết giết, vì ý quyết định đối với ý chỉ này. Nếu người giết cha, mà cha là A-la-hán, thì người này chỉ mắc một nghiệp vô gián, do một chỗ dựa. Nếu vậy, kinh A-bà-đà-na này nói thế nào? Như kinh nói, ông đi nói, bắt đầu xem, gìn giữ. Nay ông tạo ra hai nghiệp vô gián. Do ông khiến cho cha lìa mạng căn, cũng làm cho A-la-hán lìa mạng căn. Như vậy, đủ rõ nghiệp vô gián này do hai nhân duyên tạo thành, nên nói lời này. Lại nữa, do hai môn ấy, vì của trách người kia nên nói lời ấy. Vì quyết định khởi tâm ác, ở bên cạnh Như Lai, làm cho thân Như Lai chảy máu, có nghiệp vô gián hay không? Nếu do cố ý giết, thì có nghiệp vô gián. Kệ nói, không có ý đánh Phật. Giải thích, nếu người chỉ có đánh, cố ý làm cho máu Phật chảy ra, thì sẽ không có nghiệp vô gián. Nếu người thực hiện việc sát hại đối với phi A-la-hán, sau khi hại xong, người kia trở thành A-la-hán, thì có mắc nghiệp vô gián không? Kệ nói, sau hại, vô học, không. Giải thích, đối với người này, không có nghiệp vô gián. Vì sao? Vì phương tiện giết này không khởi ở A-la-hán. Nếu người đã tạo ra phương tiện vô gián, khi chưa thay đổi phương tiện, là trước được lìa dục và quả thánh không? Kệ nói, hành vô gián người trước không lìa dục và quả. Nếu người tạo ra nghiệp vô gián, về phương tiện, tất nhiên nhất định nên thành. Trong khi áp dụng phương tiện này,
không lìa dục và được quả thánh. Nếu không nhất định, sẽ không như vậy. Nếu người đối với nghiệp đạo khác, khi tạo ra tiền phương tiện, thì đạo sinh, được lìa dục và nghiệp đạo sau thánh quả không sinh. Vì sao? Vì chỗ dựa hiện nay hoàn toàn mâu thuẫn với nghiệp kia. Trong năm tội vô gián, tội của nghiệp vô gián nào nặng hơn hết? Kệ nói. Nói dối phá hòa hợp tăng cho là tội nặng hơn hết. Giải thích, người phân biệt rõ pháp, phi pháp thì nói dối tức phá hòa hợp tăng. Vì nhân rõ ràng trái ngược với lý, nên là tội rất nặng đối với tất cả tà hạnh. Vì sao? Vì có thể hại pháp thân của các Như Lai, có thể chướng ngại cho thiện đạo thế gian và đạo Niết Bàn. Vì sao? Vì khi chính thức phá đại chúng, là thế gian nhập tụ chánh định, chứng quả. Phá lìa dục tận vân vân đều bị ngăn cấm, tụ định, đọc tụng, tất cả sự chánh tư duy, đều không được khởi. Tất cả thế gian và người trời, đều phân vân, sinh tâm rối loạn, lo buồn. Sự việc này luôn diễn biến cho đến khi tăng chưa hòa hợp lại. Lại nữa, do nghiệp báo này sẽ đầy đủ một kiếp ở địa ngục A Tỳ Chỉ, nên nói là nặng nhất. Với nghiệp vô gián khác, theo thứ lớp nên biết, thứ năm, thứ ba, thứ nhất là nặng. Thứ hai trong tất cả là rất nhẹ. Nếu vậy, Phật, Thế Tôn nói, trong ba thứ trị phạt, ý trị phạt rất nặng. Lại nói, trong tất cả tội, tà kiến rất trội hơn. Ở trong nghiệp vô gián, phán quyết nhất định phá tăng là tội rất nặng. Lời nói này thế nào? Nếu căn cứ ở quả báo của một kiếp vô gián, sẽ không trội hơn tội vọng ngữ phá hòa hợp tăng. Nếu phán quyết ba nghiệp, thì trị phạt ý là rất nặng. Trị phạt khác tùy thuộc trị phạt này. Nếu phán quyết các kiến, thì tà kiến rất nặng. Tuy nhiên không phải bác bỏ cảnh giới của các kiến kia. Lại nữa, căn cứ vào quả báo lớn, căn cứ ở chỗ sát hại nhiều chúng sinh và căn cứ đoạn trừ căn thiện, nên nói lời này. Theo thư lớp nên biết, ở trong các hạnh thiện, quả báo của hạnh thiện nào lớn hơn hết? Kệ nói, cố ý hữu đảnh đời quả rất lớn trong thiện. Sự cố ý của phi tưởng, phi tưởng ở trong nghiệp. Thiện là quả báo rất lớn. Vì sao? Vì sự tĩnh lặng màu nhiệm ở tám vạn kiếp là quả báo của phi tưởng, phi tưởng kia. Lời nói này là căn cứ ở quả báo để nói. Nếu căn cứ ở quả liền nhau, thì sự cố ý của Tam Ma Đề Kim Cang là quả rất vĩ đại ở trong tất cả, vì hết thảy kết diệt tận là quả. Thế nên, nói ở thế gian là do nghiệp vô gián. Ở địa ngục được vô gián sinh là cũng do đồng loại vô gián, vì do hai thứ này có. Có sư khác nói, chỉ do nghiệp vô gián, nhất định sẽ được vô gián sinh, do đồng loại không nhất định. Gì là đồng loại vô gián? Kệ nói, A-la-hán ô mẫu sát bồ tát định địa và thánh nhân hữu học đoạt duyên hòa hợp tăng là đồng loại vô gián năm phá chi đề Phật. Giải thích, năm nghiệp như đây với năm nghiệp vô gián nên biết đồng loại theo thứ lớp. Nếu người ô hoại mẹ mình là A-la-hán, do vì thực hiện phi phạm hạnh. Nếu người giết bồ tát trụ địa định, nếu giết thánh nhân hữu học, nếu đoạt nhân duyên hòa hợp của đại chúng, nếu khởi tưởng chi đề Phật, phá tẩu đầu ba Phật thì nghiệp này được nói tên là đồng loại vô gián. Có nghiệp khác, nếu có quả báo, thì sẽ khởi chướng rất gấp ở trong ba thời là gì? Kệ nói, nhẫn na hàm, la hán khởi chướng nghiệp trong vị. Giải thích, nếu người tự đành tư tưởng nhẫn, thì bây giờ, tất cả dẫn nghiệp quả báo của cõi ác, đều khởi làm chướng, do qua địa của quả báo kia. Ví như có người phải lìa bỏ quốc độ mình, tất cả chủ nợ đều đứng lên. Các nghiệp cũng vậy, nếu người lẽ ra phải đến quả a na hàm, thì tất cả tạp nhiễm của cõi dục đều khởi làm chướng, chỉ trừ nghiệp hiện báo. Nếu người lẽ ra phải đạt đến quả A-la-hán, thì tất cả nghiệp của cõi sắc, vô sắc đều khởi làm chướng trước đã nói. Nếu người giết Bồ-Tát của địa định, kệ nói, Bồ-Tát từ nơi địa nào, giải thích, lấy địa nào, lẽ ra phải nói, đây là Bồ-Tát, kệ nói, từ khi nghiệp tạo tướng, giải thích, từ khi tu hành, có khả năng cảm nghiệp quả báo của 32 tướng tốt, 80 tướng tùy hình. Vì sao? Vì người này ở trong thời điểm này đã nhập vị chánh định của Bồ Tát. Như đây là sao? Người này từ thời điểm này, hướng về sau, luôn như thế. Kệ nói. Đạo thiện, nhà sang, đủ nhớ lại đời trước không lui. Giải thích, đạo thiện, vì vượt trội hơn đáng khen, nên gọi là đạo thiện, do sinh ở trong đạo người trời. Lại ở trong đạo thiện, sinh vào chủng tánh sát đế lợi, bà La Môn, trưởng giả. Ở trong đó. Sinh vào nhà Maha Bà La, người này đã sinh vào nhà cao sang. Có người nhà cao sang đủ căn, có không đủ căn. Căn này có hai thứ, sắc căn, pháp căn. Nếu không đủ căn này, thì từ sáng hướng đến tối.
Nếu đủ căn này, thì từ sáng hướng đến sáng, luôn được thân trượng phu, không phải thân người nữ, huống chi làm huỳnh môn vân vân. Người ấy nhớ lại tất cả vụ việc trong đời này và việc đã xảy ra ở đời trước, do hai tuệ căn tự viên mãn. Do phẩm loại tất cả nỗi khổ trong sự yên vui nên làm lợi ích chúng sinh. Do không nhàm chán tột độ tất cả việc độc ác ngang trái của người khác, tức thuyết thế gian đã nói, không phải mua ngay được đà bà, nên biết là Bồ Tát. Vì sao? Vì các đại sĩ này đã đạt đến tất cả địa vị của phẩm tối thượng thượng của đức thù thắng, không có nhân duyên nào khác. Chỉ do hệ thuộc đại bi, nên đối với hết thảy chúng sinh, an lập thân mình giống hệt tôi tớ, sai khiến của chúng sinh. Do không có kiêu mạn, nên có khả năng chịu đựng tất cả vụ việc rất khó mong cầu của tất cả chúng sinh mong muốn. Các vị luôn gánh vác tất cả việc khổ hạnh, do còn gây trở ngại cho người khác, nên không lập việc của mình. Thế nên nói không phải mua ngay được, tức là thuyết đã nói. Khả năng cảm nhận quả báo của tướng mạo. Kệ nói. Trượng phu Châu Diêm Phù cố ý đối Phật Phật loại tu tuệ trăm kiếp nơi khác dẫn ở đây. Giải thích, chỉ ở Châu Diêm Phù, Bồ Tát tu dẫn nghiệp của báo tướng, không phải ở châu khác. Vì sao? Vì người Châu Diêm Phù với căn trí rất nhạy bén, chỉ trượng phu người nam, không phải người nữ, vì đã vượt qua phần vị người nữ. Tu dẫn nghiệp này vào thời điểm nào? Thời điểm đại sư ở hiện tiền. Do Bồ Tát cố ý duyên loại, không phải văn, tu tuệ. Vào thời gian khác, nghĩa là vô lượng 100 đại kiếp, không phải số nhiều khác, tất cả chư Phật đều như thế. Chỉ Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, vì sức siêng năng thích đáng rất thịnh vượng, nên có năng lực siêu việt 91 kiếp dẫn nghiệp của tướng mạo khác. Thế nên, Như Lai nói, chủ đất, ta sinh từ nơi này. Trước đây, ta đã trải qua 91 kiếp, không nhớ lại, không thấy. Vào thời kỳ xa xưa, ta sinh trong một nhà. Nhưng tí cho một thức ăn chính mà còn có gián cách, có hao hụt, huống chi là đại sư. Từ thời điểm này, vì tự tánh nghĩ nhớ đến nơi cư trú ở đời trước, ta đã vượt ra ngoài A Tăng kỳ đầu tiên, trong địa vị Bồ Tát, đã diệt trừ 4 thứ lỗi lầm, luôn được 2 thứ đức trội hơn hết. Các sư trước đây đã nói như thế này, trong các tướng ở Bồ Tát, kệ nói, mỗi mỗi trăm phước sinh. Giải thích, số lượng phước này ra sao? Trừ Bồ Tát tu hành gần. Tất cả chúng sinh khắp 10 phương đều có thể chiêu cảm nghiệp giàu có, nên vui làm số lượng. Sư khác nói, như duyên tăng thượng nơi nghiệp của chúng sinh, có thể chiêu cảm sự sinh của 3.000 đại thiên thế giới, như số lượng này. Sư Tỳ Bà Sa nói, có sư khác nói, chỉ có chư Phật mới có thể biết số lượng của nghiệp này. Lại nữa, Thế Tôn hiện nay, sư ở trong địa Bồ Tát đã phụng sự bao nhiêu chư Phật? Ở sơ A Tăng Kỳ đã phụng sự 75.000 vị Phật. Ở A Tăng kỳ thứ 2 đã phụng sự 76.000 vị Phật. Đến A Tăng kỳ thứ 3 Bồ Tát đã phụng sự 77.000 vị Phật. Vào thời kỳ sau cuối của mỗi một A Tăng kỳ như vậy, Phật Thế Tôn nào xuất thế? Do ngược dòng thời gian nên biết theo thứ lớp. Kệ nói. Sau 3 Tăng kỳ, xuất hiện Tỳ Bà Thi, Nhiên Đăng, Bảo Quang. Giải thích, đối với Phật, Thế Tôn, Thích Na Thi Khí, A Tăng kỳ. Thứ nhất đã hết, rồi đến Phật, Thế Tôn. Nhiên Đăng là cuối A Tăng kỳ thứ 2. Phật Thế Tôn Tỳ Bà Thi ở cuối A Tăng kỳ thứ 3. Đối với tất cả chư Phật, kệ nói, trước hết, Thích Ca. Giải thích, có Phật, Thế Tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni, khi xưa đã xuất thế ở chỗ Thế Tôn này. Hiện nay là Phật Thế Tôn đang cầu tu hạnh Bồ Tát. Đầu tiên, phát nguyện Bồ Đề, nguyện tu thành Phật, đều đồng như tướng này. Đức Thế Tôn của thời kỳ xa xưa, như hiện nay, sinh vào thời kỳ của đời cuối. Cho đến Đức Thế Tôn an trụ chánh pháp, chỉ trong 1.000 năm. Bồ Tát ở địa nào? Viên mãn ba la mật nào? Kệ nói. Khắp chỗ, thì tất cả do đại bi thí đầy. Giải thích, vào thời điểm này, đối với tất cả chúng sinh, Bồ Tát luôn bố thí bình đẳng đối với tất cả loại đáng được thí cho, hoặc cho của cải, thậm chí cho cả mắt và xương, tùy, hoặc thí pháp bí mật vô sư, hoặc thí cho sức vô úy, cứu giúp cả hai đời hiện tại, vị lai. Với tâm đại bi không có mong cầu. Do số lượng thí này, nên bố thí ba la mật mới được viên mãn. Kệ nói. Chia trẻ thân, không ngại có dục, giới, nhẫn thành. Giải thích, nếu lúc ấy, Bồ Tát chưa được pháp lìa dục, nếu bị chém chặt thân, đứt thành từng phần nhưng vì đối với mình và người khác, không có chút yêu, ghét nên tâm rất nhẹ nhàng và kinh ngạc cũng không khởi. Chính trong lúc này, cả hai giới, nhẫn ba la mật đều cùng viên mãn. Kệ nói, khen Đề Xa tinh tấn. Giải thích, sư có đức Như Lai, hiệu Đề Xa, ở trong đỉnh núi Bảo Sơn, nhập định trong giới lửa. Phật, Thế Tôn hiện nay,
Xưa ở địa vị Bồ Tát, do ý riêng đi gặp thấy Đức Như Lai này với một chân sát đất, một chân giờ hỏng, suốt 7 ngày, 7 đêm, tụng một kệ ca ngợi Phật xong, mới ngồi xuống. Kệ nêu trời, đất, xứ phạm tĩnh đều không. Mười phương ba đời chưa từng có đi khắp tìm đất, núi rừng này ai tôn kính bằng tôn do ba đức. Bấy giờ, tinh tấn ba la mật đã viên mãn, 9 đại kiếp, Bồ Tát đã siêu việt rốt ráo. Kệ nói, định, tuệ, giác, không dứt. Giải thích, trước hết là Bồ Đề Vô Thượng, chỉ Ana Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật đã viên mãn, ở vị Tam Ma Đề Kim Cang. 6 pháp này sao gọi là Ba La Mật Đa? Do đạt đến biên vực viên đức của mình. Lại nữa, Ba La Ma nghĩa là phẩm trên hết của Bồ Tát, tức là chánh hạnh của Bồ Tát ấy được gọi là Ba La Mỹ. Đây cũng là tụ chánh hạnh của Bồ Tát nên gọi là Ba La Mỹ Đa, vì không rời lẫn nhau. Trong kinh nói, có 3 loại phước nghiệp. Loại phước nghiệp của tánh thí, loại phước nghiệp của tánh giới, loại phước nghiệp của tánh tu. 3 pháp này sao gọi là phước nghiệp? Kệ nói, nghiệp phước, loại nghiệp phước 3 này như nghiệp đạo. Giải thích, 3 thí vân vân này cũng là phước, cũng là nghiệp, cũng là loại, theo thứ lớp tương ưng. Ví như nghiệp đạo kia cũng nghiệp, cũng đạo chỉ tạo ra nghiệp không phải nghiệp, nên nói nghiệp đạo. 3 pháp này cũng thế. Trong loại nghiệp phước của tánh thí, nghiệp thân, miệng có 3 thứ. Vì chủ thể phát khởi, nên ý có 2, cũng phước, cũng nghiệp. Các pháp khác, chung với ý kia đều cùng khởi, chỉ phước, không phải nghiệp, không phải loại. Ở trong tánh giới, vì chỉ nghiệp thân, miệng, nên chỉ có 3 thứ. Tu vô lượng từ ở trong tánh tu, chỉ phước, cũng là loại nghiệp phước. Sự cố ý tương ưng với loại nghiệp phước ấy. Do môn từ đã sinh khởi, vì đều cùng khởi với quán này, nên sự cố ý và giới cũng phước, cũng nghiệp. Pháp tương ưng của tín vân vân khác, chỉ phước không phải pháp khác. Lại nữa, tạo tác phước, gọi là nghiệp phước, nghĩa là thực hành phần trước của phước. 3 thứ này là loại nương dựa của phần trước, vì thành tựu 3 thứ này, thế nên tạo ra phước. Nghiệp phước chân thật chỉ là cố ý. 3 pháp này là loại nghiệp phước, đối tượng duyên của sự cố ý. Sư khác nói như thế này, thí, nghĩa là pháp gì? Hoặc nói đối tượng thí, gọi là thí. Trong 3 thứ này, kệ nói, do thí này là thí. Giải thích, nếu do nhân của thí này mà sự thí cho được thành, thì sẽ nói nhân này là thí. Do sự sợ hãi, nên mong cầu được ái dục vân vân, sự thí cho cũng thành. Trong trường hợp này, không thừa nhận sự thí cho kia là nhân tố của thí. Vì phân biệt sự thí cho kia, nên nói lời ấy. Kệ nói, ý lợi, muốn cúng dường. Giải thích, đối với người khác, do muốn thực hiện cúng dường và sự lợi ích, nên thí cho. Thế nên, 2 việc này là nhân của thí cho. Nếu vậy, thí chỉ nhân không phải nghiệp. Tuy nhiên, nếu chính do pháp này nên sự thí cho được thành, đây chính là thí. Pháp này mang tướng gì? Kệ nói thân, miệng và duyên khởi. Giải thích, duyên khởi là pháp gì? Là tụ pháp có công năng sinh khởi nghiệp thân, miệng, nên gọi là duyên khởi. Trong đây, nói kệ, người tuệ do tâm thiện. Bỏ của cho người khác ấm thiện sát na này nói đây gọi nghiệp thí. Kệ nói, dầu to này là quả. Giải thích, loại nghiệp phước của tánh thí này, có thể được quả báo dầu, vui lớn. Thí này lại vì mục đích gì? Kệ nói, vì 2 lợi mình, người không vì 2, nên thí. Giải thích, trong đây, nếu thánh nhân chưa lìa dục và phàm phu chưa ly khai dục, đối với vật thí chi đề, sự thí này chỉ nhằm đem lại lợi ích riêng mình, không vì ích lợi người khác. Do đấy, người khác sẽ không có lợi ích, nếu là thánh nhân đã lìa dục. Đem vật dụng để thí chúng sinh khác, trường nghiệp hiện báo, sự thí cho này chỉ vì lợi ích cho người khác. Vì vậy người khác do thí ấy được lợi ích, không vì thân mình. Nghiệp này là địa của quả báo, vì vĩnh viễn đã qua. Nếu thánh nhân chưa lìa dục và phàm phu chưa ly khai dục, dùng vật dụng thí cho chúng sinh khác thì sự thí này vì 2 lợi ích. Nghĩa là mình và người khác, nếu là chính nhân đã ly khai dục, đối với vật thí chi đề, trường nghiệp hiện báo, thì nghiệp ấy sẽ không vì 2 lợi ích. Nghĩa là mình và người khác, sự thí này, chỉ vì cung kính, biết ơn, nên thí. Nếu căn cứ ở nghĩa chung mà nói, thì sự thí cho này sẽ lấy sự giàu có yên vui to lớn làm quả báo. Kệ nói, riêng hơn chủ thể thí loại thí do vượt hơn. Giải thích, trong đây chủ thể thí vượt trội hơn. Kệ nói, do người tín trội hơn. Giải thích, do tín, giới, văn vân vân tương ưng với đức, nên là trội hơn. Người này đã thực hành thí cho. Do thí chủ có đức trội hơn đối với việc cho quả trội hơn.
Nếu thí chủ có đức như vậy, kệ nói, do kính trọng nên thí. Giải thích, nếu thực hành thí cho với tân kính trọng, tự tay thực hiện thí cho, thực thi việc thí cho hợp thời thì không gây hao hụt, bực bội trong khi bố thí. Thế nên, kệ nói, được tôn trọng, vui lớn hợp thời và khó đoạt. Giải thích, nếu thí chủ có thể thực hành bốn nước thí, tất nhiên theo thứ lớp, sẽ nhận được bốn loại quả trội hơn khả ái. Nghĩa là sẽ được người khác tôn trọng, cung kính. Đối với trần khả ái trội hơn nhiều, khởi thọ dụng ý vui. Lục ưng thọ dụng, liền được của vật, không vượt qua sự thọ dụng. Của vật đã được, không thể xâm đoạt, nghĩa là kẻ hoán, người thân, thủy tai vân vân đã thuyết minh về nghĩa đức trội hơn của thí chủ xong. Do thí chủ vì đức trội hơn, nên sự thí cho có loại trội hơn. Lại nữa, vật được thí cho có đức trội hơn thế nào? Kệ nói, đức như sắc hơn vật. Giải thích, hoặc vật đối tượng thí như đức sắc, hương, vị, xúc vân vân nếu thuận theo một tương ưng, thì vật này sẽ do sự trội hơn của đức này. Nếu thí cho vật có đức như đây, thì sự thí ấy sẽ thế nào? Có thư lớp nên biết. Kệ nói, tiếng tăm tốt sắc đẹp trơn, mềm, tương đáng yêu theo thời, ưa chạm thân. Giải thích, nếu thí vật có đức sắc, sẽ được báo của sắc đoan chánh. Nếu cho vật có đức hương, sẽ được tiếng đồn tốt đẹp nhất, như mùi hương ngào ngạt, lan tỏa khắp bốn phương. Nếu thí cho vật có đức vị, sẽ được báo như vị ngon nhất, được tất cả thế gian ưa thích. Nếu cho vật có đức xúc, sẽ được thân mềm mại, mịn màng, lại được tùy lúc thân tiếp xúc sự yên vui. Ví như của quý báu, thân gái, ruộng đức nào là trội hơn? Kệ nêu. Do đạo khổ, ơn đức ruộng thí có đức hơn. Giải thích, như Đức Thế Tôn nói, nếu thí vật cho xúc sinh, sẽ phải tiếp nhận gấp 100 lần quả báo. Nếu thí vật cho chúng sinh phá giới ở nhân đạo, thì phải nhận gấp ngàn lần quả báo. Do nỗi khổ khác biệt, ruộng có đức trội hơn, nghĩa là như có thâu tóm trong loại nghiệp phước nói, thực hành thí đối với bệnh nhân. Thực hành thí đối với người xem, chữa trị bệnh nhân. Thực hành thí lúc trời lạnh giá. Nói thí cho như đây vân vân. Lại nói, nếu tương ưng với sự thí cho này, sẽ có thâu tóm 7 thứ loại nghiệp phước. Người thiện nam, thiện nữ có đức tin, đã được phước đức không thể so sánh, xét lường. Do ruộng sai biệt của ơn nên có đức trội hơn như cha mẹ và người có ơn khác. Ví như Kinh Bi Lộc Bản Sinh nói, do ruộng sai biệt của đức, người có đức vượt trội hơn. Như Kinh nói, nếu cho vật ở người có giới, sẽ xứng đáng tiếp nhận quả báo gấp 100.000 lần. Như đây vân vân ở trong tất cả sự thí cho. Kệ nói, thật cho người giải thoát là giải thoát trội hơn. Giải thích, nếu người lìa dục, thí vật cho người lìa dục thì sự thí này, Đức Thế Tôn nói là trội hơn trong tất cả việc bố thí của cải. Kệ nói, Bồ Tát. Giải thích, Bồ Tát đã thực hành thí, sự thí cho này là nhân của sự tạo lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh. Sự thí này đã thực hiện với người không phải lìa dục, và không thí cho người lìa dục, sự thí cho này trội hơn đối với tất cả thí, trừ sự thí cho của Bồ Tát. Đây là 8 sự bố thí mà Phật Thế Tôn đã nói. Ở đó, kệ nói, và thứ 8. Giải thích, những gì là 8 sự bố thí rất thù thắng. Thí đã đến. Thí sự sợ hãi, đã thí, ta thí, sẽ thí, ta thí. Sự đã thí, thí nghĩa là cha và người đã mất trước vân vân thí sẽ được đạo trời. Thí sẽ được tiếng tăm tốt. Thí vì trang nghiêm tâm, thí vì tư lương tâm, thí vì đáp lại một đạo lý. Thí vì được lợi mình của phẩm tối thượng. Thí đã đến, sư xưa kia giải thích, đối với đã đến và người thân cận đã thực hành thí cho. Thí sự sợ hãi, người này thấy cổ vật hiện ở trước, hướng đến diệt hoại. Nếu thí cho sự trội hơn, họ sẽ tự diệt hoại. Do ý này nên thực hành thí, các thí cho khác vì dễ hiểu, nên không phân biệt. Nếu thí vật cho người hướng tu đà hoàn, thì quả báo của sự thí cho này không thể lường tính. Nếu thí vật cho bậc tu đà hoàn, thì sẽ gấp 100 lần vô lượng. Nói rộng như đây, nên biết như nơi kinh. Lại nữa, kệ nói. Cha mẹ bệnh, thuyết pháp người sau sinh Bồ Tát dù thí trong phàm phu quả báo vô số lượng. Giải thích, 5 người này nếu đều là phàm phu, thì đối với việc thực hành thí kia, căn cứ ở quả báo, là vô số, vô lượng, trong đó, sau cuối sẽ sinh Bồ Tát. Người nói pháp, ở trong 4 thứ ruộng trội hơn, an lập ở ruộng nào? Nhập thuộc về ruộng ơn đức vì sao? Vì người này là thiện tri thức, thế gian đã bị mù tối do vô minh, người này có khả năng thí cho tuệ nhãn, khả năng biểu thị rõ bình đẳng, bất bình đẳng, khả năng sinh khởi pháp thân vô lưu. Nếu lược nói, thì người này có khả năng tạo ra sự nghiệp Đức Phật đã làm.
Nếu người muốn biết tướng nhẹ, nặng của các nghiệp, thì Lược nói, nên biết có 6 thứ nhân. Kệ nói, ruộng phần sau và dựa nguyện cố ý phần trước vì phẩm thượng hạ này nên nghiệp có thượng hạ. Giải thích, phần sau, như đã tạo ra nghiệp ấy xong, lại còn thường thường tạo theo. Ruộng, là chỗ thực hành tổn hại, thực hành ích lợi. Nương dựa, nghĩa là nghiệp đảo. Phần trước, nghĩa là vì được nghiệp đảo cố ý của thân miệng, hoặc do đây nghiệp đảo hoàn thành. Cố ý, nghĩa là như đây, ta phải làm như đây. Như đây ta đang làm. Nguyện, cầu công dụng vị lai. Có người do vì lệ thuộc về phần sau, nên trở thành nghiệp của phẩm nặng, vì nhất định an lập quả báo. Lại có người do vì thuộc về ruộng, nên nghiệp trở thành phẩm nặng. Đối với ruộng, do thuộc về nương dựa, nghiệp này trở thành phẩm nặng và không do nương dựa nhân khác, nghĩa là nghiệp đảo. Ví như cha mẹ và chúng sinh khác, do sát sinh nương dựa nặng, không do trộm cắp vân vân nặng. Nghiệp khác nên biết cũng vậy. Nếu người tạo nghiệp tất cả 6 nhân này đều là phẩm thượng thì nên biết nghiệp ấy là phẩm rất nặng. Nếu người tạo nghiệp, tất cả 6 nhân này đều là phẩm hạ, thì nên biết nghiệp ấy là phẩm rất nhẹ. Trong kinh nói nghiệp có 2 thứ. Được tạo tác. Được tăng trưởng. Thế nào là nghiệp được tăng trưởng? Do 5 thứ nhân. Kệ nói. Cố ý tạo viên mãn đối trị không lo hối do quả báo loại bạn nói nghiệp đã tăng trưởng. Giải thích, do cố ý tạo là sao? Nghiệp này do cố ý mà làm, không phải vô ý làm trước, không phải bỗng nhiên mà là làm một cách vô tội vạ, hoặc phải nghiên cứu chín chắn, tìm tòi, lựa chọn, sau đó mới làm. Thế nào là do viên mãn? Có người do một hành vi bất chính, đọa và cõi ác. Có người cho đến do 3 hành vi tạo tác, có người do một nghiệp tạo, đọa vào cõi ác. Cho đến có người do 10 hành vi ác đọa vào cõi ác. Trong đây nếu người do số lượng nghiệp này phải đọa vào cõi ác thì số lượng này chưa viên mãn. Nghiệp ấy chỉ là được tạo tác, chưa phải là được tăng trưởng. Nếu đã viên mãn thì mới là được tăng trưởng. Thế nào là do đối trị không lo hối? Nếu người tạo nghiệp, qua đó không có tâm lo lắng, ăn năn, không tiếp nhận hành vi thiện làm đối trị. Do loại bạn là sao? Hoặc tạo ác, lấy ác làm loại bạn. Thế nào là do quả báo? Nghiệp này đã được quyết định, có thể do quả báo. Đối với nghiệp thiện cũng nên tư duy như vậy. Nếu khác với tưởng này mà tạo nghiệp, thì chỉ tạo tác, không phải tăng trưởng trước đã nói. Người chưa lìa dục, đối với vật thí nơi chi đề, thì sự thí này chỉ vì lợi mình, không vì lợi cho người khác. Trong đây, nếu không có khả năng thọ vật dụng thí, làm sao nghiệp này trở thành phước? Nghiệp phước có 2 thứ. Buông bỏ làm loại. Nếu do buông bỏ vật, thì nghiệp phước này sẽ sinh. Thọ dụng làm loại, nếu do thọ dụng đã thí, thì nghiệp phước này sẽ sinh. Trong đây, kệ nói, phước loại xả chi đề. Giải thích, ở đó có phước của loại không thọ dụng. Nếu người kia không tiếp nhận, làm sao có phước, nhân nào làm chứng? Nếu có khả năng tiếp nhận, tất nhiên sẽ có phước. Vì tùy thuộc một hành vi không có lợi ích, nên nhân này không thành chứng. Vì sao? Vì nếu phước lợi tha. Thì sẽ trở thành tu lượng từ vân vân và tránh kiến ứng với không có phước. Thế nên, phải thừa nhận nghĩa này, đối với phước chi đề, chỉ lấy xả làm loại. Kệ nói, như từ tuy không thọ. Giải thích, thí dụ như ở trong quán từ bi, bình đẳng, mặc dù không có khả năng tiếp nhận và tạo lợi ích cho người khác, nhưng vẫn có vô lượng phước sinh, theo tâm mình sinh khởi. Như đây, nếu người có đức đã diệt sự cung kính do tâm đã tạo, thì từ tâm khởi phước. Nếu vậy, nghiệp thí cho. Cung kính vân vân, lẽ ra phải trở thành không có quả. Nghĩa này không hợp lý. Vì sao? Vì nghiệp sinh ra tâm duyên sự cung kính rất trội hơn. Ví như có người định giết oán gia, nhưng oán gia đã chết trước đó. Người này cũng tưởng oán gia, nên khởi cố ý tạo nghiệp thân, miệng, sinh nhiều phi phước, không chỉ do ý muốn giết. Như đại sư đây đã lìa bỏ đời. Nếu người do sự kính trọng, tâm khởi sự cung kính, thí cho vân vân, sẽ sinh rất nhiều phước. Không chỉ do tâm của sự cung kính. Nếu thực hành thí cho ở ruộng thiện và khởi trùng tử của nghiệp cung kính vân vân, lẽ tất nhiên sẽ được quả báo tốt. Nếu ở ruộng xấu ác, sẽ không được quả báo tốt. Kệ nói, ruộng xấu có trái tốt vì giống trái không lộn. Giải thích, với thử ruộng xấu, thấy có kết quả, là do từ hạt giống không có lẫn lộn. Nghĩa là từ hạt giống bồ đào, chỉ hạt bồ đào sinh, vị nó rất ngon ngọt, từ hạt giống duy bà, chỉ hạt duy bà sinh. Vị nó đắng. Như đây, ở ruộng xấu ác, do ý đem lại lợi ích, yên vui cho người khác, đã sinh ra hạt giống của nghiệp thí tức chỉ quả báo tốt sinh, không phải bất thiện. Hành vi ác cũng vậy,
do sự lỗi lầm của ruộng, chủng tử này, hoặc có một ít quả, hoặc không có quả. Đã nói loại nghiệp phước của tánh thí và có lập, phá xong. Về tánh giới, nay sẽ nói. Kệ nói. Giới tà, tức sắc ác giới tránh lìa hai thứ. Giải thích, sắc của tánh ác, nghĩa là nghiệp thân, miệng, gọi là giới ác. Xa lìa nghiệp này, nói là giới thiện. Giới xa lìa này có hai thứ, nghiệp hữu biểu thân, miệng. Vì có thể xa lìa ác, nói là giới hữu biểu. Chỉ là của sự xa lìa loại tánh, gọi là giới vô biểu. Không chỉ xa lìa giới ác, gọi là giới thiện. Vì sao? Kệ nói, và là Phật ngăn cấm. Giải thích, nghiệp này dù không phải là giới ác của tự tánh, vì người gìn giữ và vì chánh pháp nên Phật, Thế Tôn lập giới ngăn cấm, như ăn phi thời vân vân xa lìa đối tượng ngăn cấm, gọi là giới thiện. Giới này có hai thứ, nghĩa là hữu biểu, vô biểu. Nếu người thọ giới ấy, do vì việc phạm, nên đắc tội phá giới. Nếu do nghĩa lực thì về tánh giới đã nói. Kệ nói, bốn đức thanh tịnh này. Giải thích, nếu đủ bốn đức, gọi là giới thanh tịnh. Nếu trái với bốn đức, gọi là giới nhiễm ô. Thế nào là đủ bốn đức? Kệ nói. Chẳng giới tà, nhận nhiễm dựa tĩnh lặng đối trị. Giải thích, không phải giới tà đã ô nhiễm, như trước đã nói, tướng phá giới tùy thuộc một chỗ không hủy phạm. Các phiền não như tham vân vân và nhiễm ô như lợi vân vân đều không chạm xúc, là chỗ dựa của giới này. Đối trị phá giới, nghĩa là căn cứ ở niệm xứ vân vân nên giới này nương dựa nơi vắng lặng, niết bàn, khởi chứ không nương dựa nơi đạo thiện, sinh loại trội hơn, khởi. Vì được nơi hồi hướng là niết bàn, có sư khác nói, do năm nhân, nên được thanh tịnh. Do nghiệp đạo căn bản thanh tịnh do phần trước thanh tịnh không phải bị giác quán tà xâm, xúc. Được gìn giữ do bốn niệm xứ được hồi hướng về niết bàn. Có sư khác nói, giới có bốn thứ. Một, giới sợ sệt, do không tư lương, yêu não, sợ hãi về sự trừng phạt nặng của cõi ác mà được. Hai, giới hy vọng được, nghĩa là do vui trong sinh tử và được người khác cung kính, được lợi dưỡng, yêu danh, tham dục mà được. Ba, giới thuận giác phần, nghĩa là công năng dẫn đến giải thoát, người có chánh kiến, chán sự tai hại nơi sinh tử, cầu xuất ly đã được. Bốn, giới vô lưu, công năng đối trị các hoặc là vô ký thanh tịnh. Đã nói giới tánh xong, loại nghiệp phước của tu tánh, nay sẽ nói. Kệ nói, tu nghiệp thiện, địa tĩnh lặng. Giải thích, tĩnh lặng là pháp gì? Nghiệp cùng khởi với pháp tự tánh của địa định, nói pháp này gọi tu là sao? Kệ nói, vì công năng huân tập. Giải thích, thế nào là huân tập? Nghiệp thiện của địa tĩnh lặng này, rất có khả năng huân tập, vì có thể khiến tâm với đức thành một tánh, và nối tiếp nhau cũng vậy. Ví như dùng hoa để ướp cây gai, như trước đã nói. Sự thí này lấy sự giàu, vui to lớn làm quả báo. Tu giới thế nào? Kệ nói. Do giới hơn cảm trời tu cảm quả cùng lìa. Giải thích, thí cũng có thể cảm thiên đạo. Giới do trội hơn, có thể chiêu cảm quả lìa nhau, cũng có thể chiêu cảm thiên đạo vân vân trong kinh nói, có bốn người có thể sinh nghiệp phước phạm. Pháp nào gọi là phước phạm? Sư Tỳ Bà Sa nói, vì so sánh, xét lường, có thể chiêu cảm nghiệp báo. Nói nghiệp phước phạm là thuận theo một nghiệp do Bồ Tát đã tu, có công năng khiến được một tướng trong các tướng. Số lượng của nghiệp này được gọi là phước phạm, các cựu luận sư trước nói kệ. Bốn nghiệp gọi phước phạm kiếp sinh vui cõi trời. Giải thích, thuận theo luận nghiệp phước có thể chiêu cảm một kiếp thiện ở thiên đạo và báo vui nên nghiệp này gọi là phước phạm. Thuyết minh nghiệp ấy có bốn thứ, một, nếu xứ của địa này chưa trải qua kiến lập chi đề của Như Lai thì trong đó nên tạo lập tẩu đầu ba của Như Lai. Hai, nếu xứ của địa này chưa trải qua việc kiến lập tăng già lam thì ở trong đó sẽ tạo lập tăng già lam. 3. Chúng đệ tử của Thế Tôn đã bị phá, có thể dẫn thâu lại, khiến hòa hợp. 4. Đối với chúng sinh mười phương, tu quán bốn tâm vô lượng. Bốn hạng người này, như thọ lượng của cõi Phạm Tiên Hành, sinh trong thiên đạo thọ báo hỷ lạc. Thọ lượng của trời Phạm Tiên Hành là một kiếp, Đức Phật nói nghiệp của người này đồng nghiệp phước của trời kia. Trong bộ khác, sư kia nói kệ này. Người có tín, chánh kiến tu mười hạnh thù thắng tức sinh nghiệp phước phạm kiếp sinh vui cõi trời. Đã nói về tài thí xong, pháp thí nay sẽ thuyết minh. Kệ nói. Pháp thí, lý như thật không nhiễm, nói như kinh. Giải thích, 12 bộ kinh như Tu Đa La vân vân là đạo lý như thật của chánh giáo. Không có tâm nhiễm ô, giải thích rõ về nghĩa văn, gọi là pháp thí. Thế nên, người này đã tự tạo ra phước của mình thật rộng lớn, giảm bớt và hao hụt phước của người khác. Nếu người thuyết pháp một cách điên đảo, hoặc có tâm nhiễm ô,
vì cầu lợi dưỡng, sự cung kính, tiếng tăm, nên thuyết pháp thì người này cũng như trên. Đã nói sự khác biệt của nghiệp phước xong, lại có ba thứ loại nghiệp sai biệt. Kệ nói, phước giải thoát, quyết trạch năng cảm thiện có ba. Giải thích, lại có sự khác biệt của ba thứ loại nghiệp này. Một, năng lực của phần phước đức, nếu nghiệp này có khả năng chiêu cảm quả báo tốt đẹp của cõi người, trời. Hai, năng lực của phần giải thoát, nếu nghiệp đã khởi, thời gian sau, người này nhất định dùng niết bàn làm pháp. Nếu người ấy lắng nghe lỗi lầm của sinh tử, công đức của các pháp vô ngã, niết bàn, tất nhiên sẽ tương ưng với ơn đức của chư Phật. Nếu đang nghe thuyết pháp, dùng mình, rơi lệ, xót thương, ca ngợi vân vân khởi lên, điều đó chứng tỏ người này xưa kia đã có căn thiện của năng lực nơi phần giải thoát, nên mới có quyết định như vậy. Ví như tháng mùa hè, do thấy mầm nhô ra, người ta biết ngay nơi đất, trong chỗ lõm xuống, nứt ra trước đó đã có hạt giống. 3. Năng lực của phần quyết trạch, ở vị noãn vân vân có 4 thứ, sẽ nói sau, là điều thế gian đã nói. Nghĩa là chữ, in, lường tính, văn chương, số. Về thể tướng của 5 thứ thế nào? Kệ nói, như lý chỗ thành nghiệp cùng duyên khởi có 3 chữ, in, và lường tính văn chương, số, thứ lớp. Giải thích, như lý chỗ thành, chánh phương tiện được sinh có 3, nghiệp thân, miệng, ý. In, chữ trong đây, nếu được tạo ra do phương tiện vượt trội, thì thuộc về thân nghiệp, là duyên khởi chung. Lượng tính, văn chương, nếu do phương tiện trội hơn, thì thuộc về khẩu nghiệp, cũng là duyên khởi chung. 4 thứ này dùng 5 ấm làm tánh. Nếu số được tạo ra do phương tiện trội hơn, thì thuộc về ý nghiệp, cũng cùng duyên khởi chung, lấy 4 ấm làm tánh. Số này, tức là tư duy của tâm, mọi danh từ của các pháp, nay sẽ nói. Kệ nói, có cổ trách, che giấu tánh thấp kém nhiễm ô. Giải thích, nếu pháp có nhiễm ô, thì có lúc nói là cổ trách, hoặc đôi khi nói là che giấu, hoặc nói là tánh thấp kém. Kệ nói, thiện vô lưu tốt đẹp. Giải thích, nếu thiện vô lưu, gọi là đẹp đẽ. Tánh thấp kém và pháp đẹp đẽ, nên biết những thứ này được mang tên là chính giữa chung. Kệ nói, thiện hữu vi, sự ứng. Giải thích, nếu thiện hữu vi, thì nói pháp này gọi là sự thích ứng. Sự không thích ứng của pháp khác, nghĩa này tự thành. Vô vi là sự không thích ứng là sao? Vì vô vi không thể thường tập, tăng trưởng, lại vì không có quả, nên tất cả sự đều là được quả. Tất cả pháp khác đều có trên. Pháp nào riêng một mình không có trên? Kệ nói thoát, vô thượng. Giải thích, niết bàn là ra khỏi pháp sinh, tự nên gọi là giải thoát. Pháp này, đối với tất cả pháp, không có pháp nào bằng. Vì sao? Vì thiện, chân thật, thường trụ, còn không có pháp nào bằng niết bàn, huống chi là có trên. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết quyển 13, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận của tôn giả Bà Tẩu Bàn Đậu. Xin đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào quyển 14.